lò nước này để mình đổ rau câu đó các bạn. Mình nấu nước này nãy giờ rồi, khi nào mà nước sôi bùng lên thì mình đổ bột rau câu vào mình quậy nha các bạn. Nước này nó cũng lên tim rồi nè. Câu vô không em? Đổ từ từ vậy hả? Vừa đổ vừa quậy hả? Để thôi dính đít hả? Nó bị đắng cột. Bị ốc trầu. Chọn đường thôi, chứ còn chỉ một không thôi. Ý lần đầu tiên em thấy chọn đường chung với bộ á. Sao dễ lắm. Giờ đâu có câu ai nằm. Vậy nó rẻ hơn ngâm. Ngâm thì mình phải để lâu hả? Chưa cực bây giờ làm thì cũng đỡ hơn chứ. Hạ này nhẹ nhất. Ra lấy rồi mấy đứa nhỏ vô mình ăn. Nó quay cái tay không nóng lắm vậy, nó không phải mặt lại. Cười cái ai? Đây là bà thợ đổ câu câu nè à, quay qua cho nhìn thấy bà thợ. Còn người đứng đổ bột là người phụ. Đúng rồi. Còn người quay là người chả biết gì mới quay á. Mà thiệt chứ em dốt. Dốt cá đâu mà dần. Sáng đổ rồi tới sáng mấy cái hả? Chứ ba, một nồi to như vậy là nhiêu bọ, nhiêu bịch vô câu vậy chứ ba? 8 bịch. 8 bịch hả? 8 bịch là nhiêu nước? 1 bịch 2 củ. Wow, một nồi to như vậy. 8 bịch. 1 2 củ cứ nhanh lên. 1 bịch 8 bịch là 16, 20 lít nước. Quay quậy chừng nào mới được chứ ba? Chừng nào trong lại thì được. Quậy lớn lớn mà nó quậy lớn nhỏ là không hiu rồi. Nó sôi lên rồi mới quậy lớn nhỏ. Lớn lớn nó chào hả? Nó sôi dữ rồi đó. Quậy lấy gai cho nó trong nước cho nó sệt luôn. Bữa nay em lấy 4 cây tăm em chở 2 con mấy em lên. Tao mấy làm rau câu rồi xong rồi tới mẹ ra mẹ nấu xôi rồi. Chị mày giờ cũng thấy rồi. Ngày mai em còn xử lý con mắm em. Gì dữ vậy? Dứt vậy anh đi đám như sao nữa, tại vì anh gửi đâu cho nó đi đâu. Nên đâu có đem đồ cho nó đi đi dâu đâu. Bây giờ giữa đường không, em nói xu kìa, đâu cho nó đi. Rồi giờ vậy gì phải rước nó về thì cho nó đi dâu mà không đồ đâu đi đây. Ủa rồi bây giờ gửi bà nội nó gì? Gửi cho bà nội đó mà bà bảy mất. Đi ba đi đám. Đâu ai giữ con xu, nhà còn thêm pin nữa. Pin thì nó đeo bà nội rồi. Mà xu thì đeo ông nội, mà ông nội thì lại đi. Nên là phải rước xu thôi. Người ta đi đâu cho nó, định đâu cho nó đi đưa dâu đâu nên đâu có đem đồ cho nó đi đám. Giờ trả lấy cái gì? Nghĩ sao từ đây chạy về tới thôi đó nằm. Rồi bán xa đồ xôi lên đó nằm. Mua bộ đồ mới liền. Rồi. Mai đi mua đi rồi giặt cho nó.
lửa tắt hay gì đâu bà. Trời ơi, con này con gì mà nó cắn đau quá. Con giống con mùa mắt. Ê, như vậy là trong chưa vợ? Chưa. Mới đổ mà. Mới chưa. Quay nhẹ nghe, lặt nồi nha. Bởi vì cái nước nó nhiều, nó cái độ mạnh. Ê, cái lò này là tự chế hả? Mua. Trời, tay chị này vui. Ủa anh Sơn cũng làm bên nhà nhạc đó hả chị bà? Nghỉ lâu rồi, nghỉ 6-7 tháng, 5-6 tháng nay rồi. Hai người đẹp ở đây mà nó không quay, nó quay cái nào vậy? Thì ta ngắt khúc đi, chừng nào quay được rồi, chừng nào được rồi hai. Mà em chưa có thắc mắc quá, em không biết là nó trong là như thế nào. Thì tắt đi, chừng nào trong thì nó trong. Em thấy gì nó đã trong rồi mà còn chưa bị trong nữa. Đâu rồi. Hai con đục quá chị ơi. À. Hết trong rồi. Rau câu ra chín rồi đúng không? Ừ. Cái này là mình đổ để màu hả? Ừ. Phải kiếm cái quạt ra trực tiếp cho nó mau đông đang đổ lớp mới được. Cái này mình đổ lớp hả? Ừ. Biết đâu rồi. Nước nó trong lại là nước nó sẽ sạch lại phải không chứ ba? Ừ. Đâu rồi? Nhớ tí cái phải. Qua phòng 3 chứ mới nhìn chả nữa hả? Ừ. Câu chuyện nhật chứ. Chỉ là mốt xong là anh ba không gì dành trước. Đang đứng ngoài đó nghe mẹ. Đứng ngoài nghe gì? Giúp 3K. Ngoài tí xíu màu đông. Cho nó vàng chút đổ màu đông. Chào tí. Nó nhỏ một chút. Khi nào múc ra nó lửa nhỏ, nào nhiều ao số lên cho nó đặt. Sao cái màu nó ấy chứ kìa. Ừ. Màu gì? Cái này vô câu. Có câu giòn mà, đâu có câu dừa đâu. Ừ. Mà nó trong xè cái kia. Là tất ngày nấu gì vậy? Cho chồng em cũng đang đau đầu nữa, nhức nữa đầu mình vô, tôi vô ngủ. Vô chưa? Có cho vô đâu vô. Vô đứng lên rồi bị lôi lại. Ai lôi vậy? Ai vậy? Anh hai chứ ai. Ngoài nhà có rượu ở nhà cũng chết. Không có rượu nhà. Ông thách tao thấy cho chồng ở đó, ông nói sốc tao không mà. Mà tao lại, con vô con cái gì. Thách gì? Gì? Thách gì? Ông nói bác Sáu mà đi là có cái quạt nào đó có ấy không, có mà
có quạt không, để cho quạt trực tiếp cho nó ăn mới được. Có quạt bự đó. Ừ, ngồi trực tiếp mới được mà. Không, quạt chứ, quạt bự vô trong. Tại đi đưa, đưa cần phải quạt trực tiếp gì đó. Quạt cho nó mau nguội đâu mình đổ lớp mới được chứ. Có sao mình không đổ xuân thủy nó đẹp hơn đổ lớp bây giờ bà. Đổ lớp đâu có ai mua khuôn làm gì. Con Hằng nó bắt đổ lớp rồi cứ đổ lớp cho nó đi mệt quá. Nó nói gì cứ chiều nó làm đi. Ừ. Ngày mới là không cho con Hằng nhậu. Màu đậm đậm một chút. Cái này gì vậy? Cái này lá cẩm à. Lá cẩm. Rồi đó. Cái dứa. Đổ màu nào trước? Thì chỉ có cái nào. Ê cái này là gì vậy? Cái này là cái khuôn đổ bồ câu. Hả? Ê, đổ rồi rồi được rồi. Tới màu khác đi. Nhiên, rồi rồi, xong cái màu này, tiếp cái màu nào cho nó đẹp. Màu nho nè, chị màu nho nè, chị đổ cái này là mới đúng. Màu nho là ngoài. Em trái đu đủ nè. Màu xanh. Cái này mình đâu có cần đổ cho nó đổ lớp đâu, cái này đổ cái gì nó đẹp rồi. Đổ cái này xong cái lớp ở trên mình đổ khác vô cái lỗ kê rồi, đâu có cần cái đổ lớp cái kiểu đó. Ba lớp là đầy một cái sửng này hả? Mình đổ ba lớp. Ủa sao nó nhanh hơn tư nhỉ? Đấy nó chậm chị nhanh. Đổ cái gì vậy? Chị ba kêu đổ vậy nè. Thôi tôi thích đổ như vậy nè. Trời ơi. Của tao nha, để tao đổ nha. Lâu lắm rồi. Lâu đâu mà lâu. Tư đổ sao đẹp 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 đi Tư. Cái này màu xanh nè, đưa ra cái màu xanh ơi. Ra ra chị màu sữa. Sữa với gì? Sữa với nước cốt dừa hả? Ừ. Thơm quá. Trái này được hút màu xanh luôn. Ê, phải có màu vàng nè. Không có màu vàng. Màu xanh luôn. Đó, vậy đó. Cái này là cái gì này? Cái này là nguyên một cái vườn hoa, tôi biết cái gì. Không đổ này. Đổ cái này nè, cũng đổ một cái giường như nè, xong rồi cái đầu cái năm hùm bà lì luôn. Nó làm cái kiểu gì luôn, thập cẩm luôn. Vậy mà thập cẩm. Làm như chị lâu dữ lắm. Chị đó em kêu chị ba làm gì ba không chịu. Cái mà tao đổ cho cái tao đi. Mình đổ tao đổ. Trời nó đổ kìa. Bên đi đâu? Giống bông sen quá vậy? Nó bông hồng. Quậy lên. Rồi cái này không phải là hoa hồng mà cái này là hoa cẩm. Hoa lá cẩm à? Ừ. Kệ là hoa lá cẩm, cái đẹp cũng hoa lá cẩm. Thương quá rồi. Chân nó dở. Chơi đổ thì phải đổ cho nó đẹp, còn không đổ thì thôi. Mình nhào vô làm bạch bọc con này rồi, này đổ cho nó đẹp cái cao này vậy rồi. Làm gì vậy? Nó đặt. Nó đặt đó. Đi tới đâu mình khuấy tới đó sao nó đặt được. Nó nguội. Nó nguội là nó đặt ha. Cái này nó chưa nguội mà nó lắm lắm lắm. Quá. Sao tôi làm thấy hấp dẫn nha. Hấp dẫn nhìn nó đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn, tự nhiên đổ ầm 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 ào ào vô. Nãy giờ hai mày đã đổ mà tao có nói gì đâu trời.
tự nhiên đổ đã rồi cái quay cự ra là sao ạ? Quay lên rồi chưa, nó chưa ấy nè, chưa nguội nè, phải có cái quả mới nguội. Bớt lửa nhỏ rồi đi, bớt lửa nhỏ rồi. Tao không biết, ba khuôn này là của tao. Đổ thì đổ. Ba khuôn này của tao thì sáu khuôn kia của mày. Cái màu đỏ ơi trời. Ừ. Ủa, cũng giúp đổ chơi kiểu khác hả? Ờ, nó đổ gì đó chị coi đó, nó giống cái gì? Giống cái bông. Giống cái bông như giống cái gì? Ừ. Đổ gì cũng nhanh. Đổ. Tí 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 tí. Để gọn vô nha, đặng mà bỏ mấy sao, mấy sao? Ống qua đi chị. Nhìn nó không có giống cái gì hết chứ. Không, mấy bo mấy ống hả? À? Mỗi cái mỗi ống, một ống á. Xong rồi cái này nó nguội xong rồi cái đầu mình đổ thêm một lớp ngoài, lớp chàn lên một xíu cái nữa rồi là nó có cái bông ở trong. Ở ngoài này một màu là họ đổ màu cũng vô hậm nè. Cái đổ cái màu trắng này vô nè là cũng vô. Nói chung là người ta muốn đẹp. Người ta muốn đẹp. Người ta muốn xinh. Người ta muốn xinh. Vậy là chu mổ quạt. Ê, giỡn này xuống qua nè. Giỡn này xuống qua nè. Ê, khoan chưa? Để em gần, nó biết gần sao. Ôi ơi, kìa 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 kìa. Đấy, ngay cái quạt luôn rồi, ok. Ồ, thông minh, nó thông minh nè. Nè, đặt rồi nè, quậy lên nha. Đặt kìa bà Tư. Cũng nó không có đủ đâu. Em kêu chị đổ thêm một mâm cách thủy đi. Chị để cái ly đứng giữa. Cái đầu chị em cái, em cái, chị cái, em cái. Em giúp cái gì đổ luôn hồi cách thủy đã lắm. Lấy cái ly dài dài á. Đi vô trong tủ á, lấy cái ly dài á. Nè chị múc cái miếng này của em nhiều. Chị đi múc miếng này của em nhiều nè. Trời chút nhít này nó gớt mẹ vô đây thập thập. Nè hai người chạy đi múc một ít nữa đi. Em còn nhiều đây nè em. Vô đây. Chị Tư chạy ít. Ôi trước sau cũng vô bụng. Làm sao mà cái nó ganh quẩn lẹ là được. Thấy không? Nhưng hồi tao cũng đẹp như thường rồi, tao cho biết. Không vui. Ê, kìa 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 kìa. Con màu hồng. Trắng rồi đó trước đi. Thì hai thêm được cái gì? Lấy cái ly dài mà cao vậy nè. Thôi vậy được rồi. Vậy nó không có đẹp đâu. Lấy cái ly cũng tiết kiệm nó, lấy cái ly dài nè. Chèo nó đi, nó thương, không chèo nó chửi. Ai đổ trước? Được. Đổ từ từ xuống như nè, đừng có đổ mạnh quá. Dung má tao quá. Cái mâm này nghiêng này nha. Mâm, cái mâm nghiêng kê cho nó hết nghiêng nha. Rồi tới ai? Chị ba. Qua quá qua 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 qua. Vậy đổ từ từ thôi. Tao nói mày cười. Chị ở trong nhà đừng làm trái lệnh đó. Rồi đi múc đi mình đợi nè. Nè em nữa nè. Rồi đừng có đổ nữa. Ta nuốt nó ập xuống cái ập một cái rồi. Đây là cô gái đổ câu sân thị. Nữa đổ được rồi. Còn đây là cô gái đổ câu hình trái cây này. Đây. Ê, ngủ sân khấu sung sướng nhỉ. Đẹp không? Giúp không? Cho lại phê đi hai. Cái màu trắng kìa. Trắng đi. Nhỏ đó là hừ thúi đổ. Thôi là tao không làm dâu nhỏ này.
từ từ thôi. Đổ mạnh nhận cái cũng có không, cái này nó hai giá trắng mình một giá màu sao á. Đổ chậm chậm đi. Cái giá trắng nó phai hết trơn à. Mày bỏ ra tao đổ hai giá trắng rồi tới hai không mày. Có săn kẻ vậy nè, chị đổ rồi tới cưng tới chữ khí. Rồi bắt đầu tới cưng mới tới chị. Trời ơi, giờ đây nè. Nhãn thấp có giá giống gì nè. Ôi trời, nó là má tao rồi. Đẹp lắm đó. Chị ra đây chị lấy cái đũa chị ra chị quẹo đi chị hai. Ông màu này nè. Nè. Màu trắng hết nguyên lớp luôn hả Tư? Nè, chị đổ này đổ à. Chị đổ nữa. Chị đổ màu này đi. Cái này hồi màu sữa thôi. Ngay giữa là màu gì? Giữa gì đổ lớp này nè. Ồ màu hồng quá rồi. Thôi đừng hồi đổ thêm lớp nào nữa đó. Nó bự quá thì đổ thêm lớp thôi. Rồi xong. Màu trắng này đưa vô cũng đẹp hết trơn. Nhưng màu gì đưa lên đẹp? Màu này có màu cà phê á. Vì mình vô mình lấy cà phê ra mình pha. Đó, chịu làm màu cà phê biết sao giờ. Còn không có màu gắt á. Này pha cái này lợp nè. Cái màu gắt. Vì mình vô mình lấy cái gắt. Gắt làm đâu? Lợp nhớt chứ. Nè qua màu cái đậm muốn chút. Ủa sao nó phèo lên vậy? Này này. Cái đầu chỗ đó thì mềm này. Nó còn mềm. Rồi màu sữa lên đây lẹ cho em. Màu sữa lên đây luôn. Đây chút nữa. Ủa mình canh như thế nào mình mới đổ được lớp thứ hai vậy? Nè nó như vậy là đổ được nè, còn như vậy nó hơi mềm nè. Nó hơi cứng cứng đó phải không? Rồi trả tao mày. Rồi đổ lẹ đi. Ok. Cái này nè nó còn mềm nè. Có nó còn mềm chị Tết. Ồ, chưa làm xấu nó mày ăn. Cái thể này không làm đi để hồi nó khô. Cái này là chưa nè. Được rồi đó. Cái này nó mới đẹp nè. Đổ vừa vừa đổ, thôi. Đổ một cốc này nè, chảy ra là vừa. Chảy ra chứ mày đổ gì. Đổ bên kia nó còn nổi. Sao đổ gì cả tao nha. Thôi. Này được chưa? Đổ cốc này chảy xuống. Nó còn chỗ này thôi, nhưng mà đổ trên này chảy xuống. Mà màu rơm mà da, màu đo màu kia mới tới màu này chứ. Mà đẹp hơn nè. Tuyết đẹp như mỏi nè. Chắc béo hiểu không? Béo gì vừa béo. Thôi. Chạy xuống nó trộn. Chạy nhẹ xuống. Bên đây góc mày thôi. Nhẹ thôi. Vì miễn sao tao làm mạnh tay mà tao không bị lủng, còn mấy người làm nhẹ quá mấy người bị lủng. Rồi bắt đầu qua đây đi. Thôi không vô. Tao làm mạnh tay mà không bị lủng. Nhả ra mày để lộn người. Rồi tới ai? Đó. Tới em. Đó, ngưng đi, ngưng đi. Tôi thấy màu trắng nhiều rồi đó. Màu trắng đâu có nhiều đâu. Thôi, đừng có bỏ. Màu trắng hết á. Trắng cả đống thì hết chị. Không có đẹp. Để chị lấy màu đó cẩm hút vô đi. Cái trộn vừa vô. Nó trực tiếp vừa luôn. Màu nó cẩm phục vô, ủa lộn màu gấp. Rồi, màu tao coi luôn. Tao bên, giờ tao làm cái cặp. Bên mình đứng dậy. Giờ tao bên sao cái này mà đẹp. Con xui thế. Giờ tao nha mày. Đừng.
ít màu trắng hay đúng không? Lăng quà. Tới, thấy vậy? Trắng nó đổ, nó không đổ nữa. Ào, ào, ào. Nãy giờ mình nói cái chuyện với bạn ha. Mình đi kiếm ăn chứ mình không muốn kiếm chuyện nha. Không biết cái nồi đổ hay thành gì nữa. Rồi muốn ơi. Cảm ơn. Rồi. Anh đã còn nhiều không ba? Còn nhiều. Vui lấy cái ấy rồi bỏ vô. Cái gì? Bên đây đâu, bên đây mà có sữa mà. Sữa rồi, dưới sữa rồi mà. Sữa rồi, thêm lớp sữa nó mới lớp này, mới bốn lớp. Nhẹ nha, bể nha, anh dưới nha. Bể đó không? Không. Rồi bể rồi. Đẹp má, đổ gì đẹp trời ơi. Mát. Mát nghe nha nghe. Tao. Mày đi vô chưa? Cái nào của tao? Mày đổ đi. Đây. Này còn thêm lớp nữa là đẹp. Cái cháu cháu cháu. Màu dưới cho thêm một miếng đậm vô nó đi. Màu dưới ít chứ nữa. Màu dưới thêm lọt chứ vậy. Thôi. Còn nữa, còn nhiều lắm, người ấy hết rồi để màu. Ở đâu ra? Người dớp cho tao mượn một cái màu của mày đi dớp, màu đỏ của mày đâu? Nè mày đưa ra tao mày. Rồi lẹ đi tới cái màu này nè. Nhẹ thôi chứ bây. Đó, cứ đổ sát cái gốc á. Nó bạo lực lắm nè. Cái nó chảy cái lần lần rồi bắt đầu đó, nó chai chai cái. Rồi đâu là thêm màu sữa nó là đủ không? Đủ quấn lớp. Màu xanh nữa. Không, cái này nè, đủ thêm màu sữa nó đủ quấn lớp. Hai lớp em làm ba lớp à, lớp không bốn mới được làm. Không, cái lớp dưới là em làm mấy mà có nghĩa là lớp dưới em tính em chỉ tính ba lớp trên thôi. Cái đó chưa có màu xanh đúng không? Để ít thôi, ít thôi, để màu xanh lên để nhiều vậy quá đó mình nó cho nó bằng chứ. Rồi ở đây này chưa này chút xíu nữa thời tay gì nó bị ấy. Nó bị lai rồi. Nho này nho lai. Đâu đâu đâu. Nè nho lai nè. Đó. Thấy không? Không thấy. Nho này mới đẹp nè vui ơi. Này quay này nè. Rồi nè, trả nè, đi vô đây nè. Rồi mới đổ không á? Mới đổ xong nó lận cận như đó. Cái này mỗi người bực bực một lớp không? Ừ. Cái nào cũng thiếu một lớp hết. Tiếp tục gì mâm? Cái này nó đông rồi, nó đông chứ nắp. Chưa, đông. Tôi gửi cho đó. Ở gì nữa. Thiếu màu xanh thôi. Sửa lên. Đổ nhẹ nhẹ thôi. Nó mạnh được thì mình mạnh là chửi à. Vậy hả? Bởi mỏ xương quẩn. Vui mày làm ơn mày cắt mấy cái từ cái khúc đó nghe vui. Để nó độn hổ chết. Kìa, đổ kìa. Yên tâm đi, tông sạc tông sẽ là nó nguyên si thôi. Ý sao ngộ vậy? Hả? Để cái
có sâu qua sâu đâu mình lên. Đem hai. Lấy cái dĩa khác rồi chị ơi. Hai. Xong rồi cái dĩa hai lấy ra, chị hai lấy cái hai. Dĩa hai xẻ nha. Đi vậy? Xẻ ra cho nó đẹp. Xẻ ra nó đẹp. Dạ. Dở ly nha. Đứa nào làm kìa. Hả? Đó. Đó, dĩa đẹp còn đó gì nữa. Mà chắc cái này không có đẹp. Rồi, người ta đổ lớp dưới phải không? Lớp dưới màu trắng đi phải không? Bắt đầu người ta gì nè, xẻ nè. Đổ tới nè, đổ luôn nè, đổ nè. Đâu từ giờ làm qua chị làm ấy. Làm ơi thiệt á. Đây nè, bỏ ly ra phải không? Ấy đổ màu trắng. Đổ màu trắng đổ cái màu không? Kia kìa xuống dưới nằm dưới á. Mới đổ sữa như này nè. Không đổ là màu trắng rồi. Không ăn nặng á, trước. Cái này tôi gọi là cách thủy nè. Cách thủy này cắt ra chắc miếng nào miếng ấy cắt gì có thấy cách thủy nữa. Có chứ. Đổ ra là có liền. Rồi. Ồ, nguyên tông luôn. Đó. Xong bỏ ấy lên vậy. Rồi tới cái ba cái đó ấy rồi nguyên rồi kìa thấy không? Đâu rồi đấy? Rồi đổ cái gì? Rồi tới màu nổi đi. Tao không biết màu gì. Đổ nó nổi đó. Hay màu này. Trắng xanh luôn. Đổ hết luôn phải như ba, chị hai. Mà không làm mà có giòn có mấy sợ. Làm gì cũng le cũng bẹo à. Đâu mà cũng chút xíu nó khô nãy giờ biết đâu không biết khô chứ vậy. Đâu có đổ rồi, nó khô miếng đổ lên đổ là hoài tới mà chưa có khô mà. Thì cái này cái gì? Đổ này đổ lớp cái gì vậy? Chính đổ lớp. Rồi, để chị ba đi. Đẹp á. Thôi tự mày làm đi mà, tao không hiểu làm cái này làm cái gì. Đổ vô luôn đi, đổ ấy, của chị đi, đổ hết thôi. Không nữa đó thôi. Chưa? Rồi. Rồi. Rồi cũng giúp đâu. Đẹp không? Thôi để ngừng hồi đi hả đổ chứ. Đẹp nha. Cái này ấy là nguyên rồi nè. Măng măng chút xíu như thế này. Ủa gió đứng chỗ mưa cái gì vậy? Ủa ai khiêng lại đây à? Không không hà, trời ơi. Trời ơi. Ngã vô rồi không? Lâu lắc, lâu lắc. Bỏ cái ống đổ vô lại, đổ vô rồi hết chân lấy gì làm. Bỏ ống hơi này vô chưa? Có màu cẩm gì đó. Cho nó cẩm, cẩm này mới đẹp. Cẩm nào, màu cẩm, màu xanh. Màu xanh cái lớp này màu cẩm. Cẩm rồi vậy màu sữa. Ý nó đổ thêm một lớp màu cẩm lên. Tao nhìn rồi tao biết màu này nha. Trời ơi cái màu xanh chứ không tại gì ở dưới nó có màu xanh rồi, màu đỏ rồi. Đó, đụng vô tới của nó đi. Ở dưới có màu xanh mà. Đụng vô của nó đi. Màu xanh màu gì nó cũng lên con thứ á, hai thứ à. Mình không dám rớt tới của nó rồi. Màu sữa lên chú ơi. Màu sữa lên. Màu xanh màu trắng cái tới màu xanh nữa. Ủa lộn cái màu trắng nữa. Trắng nhiều lắm bé bé. Đi ở dưới mà nó cẩm mà bốn màu nó cẩm. Nó bậy hay trời. Để xích để xác đây nè. Bà nói đi cho nó chửi thôi nữa. Chị giống bậy hay à. Anh như bậy hay. Ai cần lá cẩm nữa không? Tao đi muốn lá cẩm nè. Để múc đi. Rồi này là đủ đó nha. Để lá cẩm cho em miếng thôi. Rồi được rồi. Miếng đổ. Đổ cái đây. Màu nữa, màu sữa nữa. Này được rồi nha. Được rồi. Chị
giống bánh gai lợn quá. Cái gì anh tôi mua xương sáo rổ cho một vui nó quay được rồi. Có gì? Xương sáo á. Xương chi ba mẹ. Thơm ghê. Cái này một dĩa một bàn sao ăn hết? Không, mình sắp ra mà. Một dĩa một bàn đó. Một người 10 miếng. Lộn, 10 ba một 10 người một 10 miếng. Là một người 1 miếng. Bỏ vô trong cái bằng vậy dữ lắm. Rồi cho em mượn cái này đi. Nhanh đi. Rồi nè, này hoàn thành nó 4 lớp hết rồi đó. Rồi này. Đủ rồi. Muốn đủ hết rồi đó. Rồi này gửi làm gì? Để gửi thử coi. Cái này, cái này, cái này. Ôi, cái này không có gửi nữa. Giờ tới gấp sữa nữa chứ. Còn không á, đã còn không? Chừa sữa đi nha. Nè. Đâu mà lan ra dữ vậy trời. Đổ nhiều quá. Không biết sao đẹp được rồi nha. Đẹp, đẹp. Sắc gan cái là màu trắng. Trắng nó béo. Đừng có hắt, tôi đừng có hắt con dẻ thôi chứ nó tạt không. Nó kêu nó quậy luôn rồi. Chứ không biết gì. Trộn. Đó. Trời ơi. Đó chị kìa. Màu gì đẹp rồi, tới màu xanh lên đi. Trời ơi, giờ này điện cho. Con gái. Alo. Màu xanh đưa lên đi. Ngủ đâu ngủ, đương đổ con câu nè, dì Tư nè dì. Vui. Vui. Thiếu con nên thiếu nên vắn vắn đó thầy ơi. Nè nó chỉ ổn như này vui nè. Gạch gạch giống em đó. Vui thì có vui nhưng mà thiếu con là nó cũng thiếu cuộc vui. Nữa là chừng nào? Đám bù con à? Tết thì bù tới đám. Con hứa con bù hai lần bù rồi đó. Nhất quá tam nhì ba cái à con. Cái màu xin dứa á, nó đậm á, mới chị được. Đây con hộp à. Hộp luôn. Sao nó có dừa? Đây có dừa đó mẹ. Dừa mà không béo hả? Có câu mà chị hai chứ mấy đứa nó gỗ thả. Đẹp ha. Cái đó này. Cô vừa mau con này. Đố đi. Trời nội chị ý nè.